Lo ngại bị khóa SIM một chiều sau ngày 31 tháng 3, trong ngày hôm nay đã có khá nhiều người đổ xô đến các cửa hàng giao dịch của nhà mạng để thực hiện chuẩn hóa thông tin thuê bao di động. Ghi nhận tại ba nhà mạng lớn là Vinaphone, Mobifone và Viettel, thì lượng khách hàng đến làm chuẩn hóa thông tin trong ngày hôm nay khá đông. Mobifone cho biết đã có gần 800.000 khách hàng thực hiện chuẩn hóa thông tin thuê bao qua ứng dụng của nhà mạng này. Còn theo chia sẻ của quản lý cửa hàng mạng Viettel, chỉ các số điện thoại có thông tin chưa chuẩn, chưa trùng khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhận được thông báo từ nhà mạng mới phải đi chuẩn hóa. Đối với các khách hàng mà thông tin đứng tên người thân người nhà như thế thì cần hai chủ thuê bao, cả chủ cũ, chủ mới và ra cửa hàng Viettel để có thể là chuyển nhượng thông tin SIM và đồng thời là đổi sang căn cước công dân gắn chip mới. Những khách hàng mà chưa thực sự là có cái căn cước công dân thì vẫn dùng những cái giấy tờ mà đã có trước đây để thực hiện. Và các nhà mạng thì vẫn tiếp tục là cập nhật đối soát với cả cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia. Và khi mà người sử dụng có được cái căn cước công dân thì cũng sẽ tiếp tục làm cái công tác đối soát này. Cục Viễn thông cho biết hiện đã có gần 2 triệu thuê bao chuẩn hóa thông tin cá nhân theo quy định. Số thuê bao này chiếm hơn 49% tổng số thuê bao cần chuẩn hóa thông tin cá nhân. Do vậy, trung bình mỗi ngày có khoảng hơn 100.000 thuê bao đi đăng ký chuẩn hóa thông tin cá nhân. Sau ngày này, những thuê bao chưa chuẩn hóa sẽ bị các nhà mạng can thiệp. Những cái thuê bao mà sau 15 ngày không thực hiện cái chuẩn hóa lại thì sẽ bị dừng cái thông tin một chiều. Và sau đó thì sau 30 ngày nếu như mà các cái thuê bao lại vẫn tiếp tục không chuẩn hóa thì sẽ bị dừng thông tin 2 chiều. Và đến sau 60 ngày thì các cái thông tin thuê bao này sẽ bị dừng hoàn toàn cái hoạt động của mình. Kể từ ngày mai, mùng 1 tháng 4, những thuê bao bị khóa một chiều, khách hàng có thể chủ động gọi điện đến số điện thoại chăm sóc khách hàng của các nhà mạng hoặc đến các trung tâm để được hỗ trợ. Như vậy, việc bắt đầu áp dụng khóa SIM sau ngày 31 tháng 3 nhằm mục đích đảm bảo các chủ thuê bao di động sử dụng SIM điện thoại với thông tin chính chủ và đúng chuẩn theo cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm thống nhất thông tin cũng như hạn chế SIM rác của gọi rác.